các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai tuy mới hình thành nhưng đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được các ngành, các đơn vị phối hợp thực hiện đã và đang triển khai có hiệu quả. Là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu thúc đẩy hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai hàng năm đã tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hơn 2.000 đại biểu tham dự nhằm tạo môi trường gặp gỡ, giao lưu, hướng đến việc gắn kết, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, đồng thời duy trì hoạt động điểm kết nối cung cầu công nghệ, cổng thông tin khởi nghiệp của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, chuyển giao, kết nối nhu cầu công nghệ. Cùng với đó, Sở hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sự kiện khoa học và công nghệ hàng năm như TechFest, TechDemo, tham gia trưng bày các sản phẩm. Chúng tôi khi mà tham gia khởi nghiệp thì có gặp được nhiều thuận lợi từ là sự hỗ trợ về chính sách cũng như các điều kiện để mà phát triển. Chúng tôi được tham gia các cái hội nghị hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để từ đó chúng tôi có được những cái phương pháp cũng như con đường đi nó đúng đắn để mà có thể là đi được cái hành trình khởi nghiệp nó dài thì bản thân tôi nghĩ là mình cần phải cố gắng học hỏi, nỗ lực học hỏi từng ngày để ngày càng để điều hành doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển tốt hơn. Sở Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ như các chính sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hàng năm thì sở cũng đã tổ chức cái ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh để tổ chức các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo cho đối tượng là phụ nữ cũng như là đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Và cũng đã tiếp tục duy trì hoạt động của cổng thông tin khởi nghiệp. Đến thời điểm hiện nay thì cổng thông tin khởi nghiệp của tỉnh cũng đã có hơn 285.000 lượt truy cập. Cùng với việc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Gia Lai đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị để hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, khu làm việc chung, nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm trọng điểm, nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ứng dụng các cái tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống, tư vấn để thực hiện các cái dự án về khởi nghiệp, nghiên cứu để hoàn chỉnh các cái quy trình sản xuất các cái sản phẩm cho các cái tổ chức và cá nhân có nhu cầu để nhằm mục đích là đưa sản phẩm đảm bảo các tiêu chí chất lượng để trước khi đưa ra ngoài thị trường. Với các chương trình hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm, phát huy tính năng động, sáng tạo khi tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm của địa phương. Hiện tại thì Kobe Việt Nam là đang là cái đơn vị mà trong giai đoạn xuất khẩu khoảng 10 năm nay sử dụng mật ong xuất khẩu, nhưng mà trong các năm gần đây thì tình hình mật ong xuất khẩu và tình hình thị trường nó cũng đang có biến động, nên là phía công ty cũng chuyển hướng sang bán lẻ. Nên trong năm nay thì Kobe Việt Nam là cô ong Việt Nam đó, là chúng tôi đã sẽ tập trung nhiều vào bán lẻ hơn, đặc biệt là các kênh như FMCG, các kênh siêu thị và các kênh hiện đại. Mật ong hoa cà phê Gia Lai là một sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương và nó có cái giá trị về sản phẩm và giá trị văn hóa riêng vùng miền, nên là công ty cũng rất là muốn đẩy mạnh cái sản phẩm này. Đối với bản thân tôi thì trong thời gian qua thì đối với trên xác định trên địa bàn thì cây cà phê là cây chủ lực và bền vững của
không chỉ khu vực địa phương nói riêng và toàn bộ Tây Nguyên nói chung, thì khi mà xác định cái cây cà phê làm cái cây phát triển chủ lực thì có một nỗi trăn trở là làm sao để tăng cái giá trị sản phẩm và tăng cái thương hiệu của cây trồng trên địa bàn. Thì tôi đã quyết định là đầu tư và gắn bó với lại cây cà phê, và song song với đó thì là phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao và tiến hành sản xuất chế biến sâu, xây dựng cái thương hiệu cà phê Chư Bông cho gia đình và cho địa phương. Qua thời gian triển khai thực hiện, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai đã có bước phát triển nhưng vẫn đang ở giai đoạn hình thành. Các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung. Các mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh còn ít và gặp nhiều khó khăn như ý tưởng khởi nghiệp còn hạn chế, nguồn lực đầu tư không có, thiếu tính đổi mới sáng tạo, thiếu các dịch vụ hỗ trợ về tiếp cận tài chính, các dịch vụ tư vấn hỗ trợ để có thể thương mại hóa sản phẩm, phát triển doanh nghiệp thành công. Vì vậy, với mục đích tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai ngày một năng động, hiệu quả, với sự tham gia kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, nghị quyết, kế hoạch với các mục tiêu, nội dung triển khai thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng cách tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia và kết nối với mạng lưới khởi nghiệp trong cả nước, xây dựng các cơ chế hỗ trợ và ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và có cơ chế để hình thành và công nhận các loại hình đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp. Ở Gia Lai chúng ta có một số điểm mạnh. Chúng ta có những cái mức độ phát triển của thị trường ở đó, có chúng ta có những cái liên quan đến vốn hỗ trợ doanh nghiệp cũng rồi các cơ sở hạ tầng, cơ sở liên quan đến công nghệ thông tin của chúng ta cũng là những cái điểm mạnh mà điểm số của chúng ta không hề thua kém và khá là cạnh tranh với một số cái tỉnh thành trong khu vực và một số các tỉnh thành khác. Tỉnh Gia Lai sẽ cần có một cái chiến lược đổi mới sáng tạo mang tính chất rõ ràng và dài hạn cho toàn bộ tỉnh của chúng ta, và đấy sẽ là cái kim chỉ nam xuyên suốt cho toàn bộ kể cả từ cái khía cạnh thể chế, các cơ chế chính sách của chúng ta, rồi là các hoạt động cụ thể theo từng thành tố, từng thành phần kinh tế xã hội của chúng ta, và có một cái lộ trình rất là rõ ràng cho từng năm. Những chương trình, nghị quyết, các kế hoạch của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được ban hành nhằm kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái, hỗ trợ định hướng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương. Đó là kim chỉ nam, là động lực cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển và là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thương hiệu, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.